Nhiệm vụ thứ hai là cuộc đối đầu giữa một học sinh lớp 5 và thám tử Quang Bảo của chúng ta. Có nội dung như sau, Sĩ Thanh xin đọc lại. Kính gửi cô thư ký Sĩ Thanh và các thám tử vui nhộn, con là Vương Trọng Khô lớp 5 một trường tiểu học Sông Lô quận Phú Nhuận. Con và các bạn trong lớp rất hâm mộ và yêu thích chị Sĩ Thanh và các thám tử của chương trình du lịch Kỳ Thú. Vì sự thông minh vui nhộn của các cô chú. Trong đó em đặc biệt ấn tượng với chú Quang Bảo vì chú vừa đẹp trai dễ thương lại còn thông minh. Là thành chú rồi. Biết mọi thứ. Con rất muốn được gặp và thách đấu với chú Quang Bảo để kiểm tra xem chú có giữ được hình tượng như trong chương trình không ạ. Mong nhận được sự ủng hộ của chị Sơn và thôi, các cô chú. Bây giờ đại hội vạch mặt là cố thôi. Xin mời Quang Bảo và thật ra tiếp. Là tới vào thời điểm này mới thấm thía cái điều mà ngày xưa Ba Dô có từng nói một lần. Đó chính là đôi khi cái nhiệm vụ gì mình đi một mình á, mình xử lý nó tốt hơn. Đi hai người chỉ rối thêm thôi. À, rồi. Trước đón sao? Trước đón sao thấy chưa? Không. Nói chung là có những thứ khó nói lắm, mọi người xem clip đi rồi sẽ hiểu. Trời ơi, vô trường mẫu giáo luôn hả? Dễ luôn kìa. 500 anh em. 500 anh em. Sẵn sàng chưa? Cái áo này được nè Bảo. Sẵn sàng rồi đúng không? Quá sẵn sàng rồi anh. Em vô trước đi. Em vô xử lý mọi người trước đi. Anh là boss mà anh, em chỉ là học việc thôi, anh vào trước đi. Không, anh tin tưởng em mà, anh tin là em vô đây ngày hôm nay em sẽ thách đấu, em sẽ được chiến thắng, hiểu không? Tại vì anh nghĩ là cái tầm của anh nó đã cao lắm rồi. Đó, em mình trợ lý, em sẽ ngang tầm với mấy bạn, cho nên là em đi vô thi với mấy bạn đi ha. Chờ chết. Anh sẽ hỗ trợ em hết mình. Sắp nha. Mặt luôn. Ghê chưa? Gì? Gì? À. Chào các em. Sợ. Anh giới thiệu, anh là Quang Bảo, đây là Tiếp. Ngày hôm nay anh nhận được lời thách đấu đến từ trường tiểu học Sông Lô. Ai là Trọng Khôi lớp 5-1 đâu? Xin chào chàng trai. Sao em? Ngày hôm nay em thách đấu cùng với tụi anh đúng không? Đây là 500 anh em của em, rồi đến đây để thách đấu để chiến thắng. Cái gì? Như đây mà 500 anh em nữa hả? Còn quen đâu quá không? Không. 500 anh em này có thề sống chết với em không? Thề. Có mình em thề à? Thề. Nhưng mà không sao, anh tin tưởng là tụi em sẽ đoàn kết với nhau. Tụi em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Rồi, thế thì ngày hôm nay mình sẽ thách đấu với nhau 20 người của tụi em. Đối với tụi anh, một người là bạn này thách đấu với tụi em. Ok. Chúc mừng em. Anh sợ luôn á, thiệt luôn á. Coi bạn thôi. Kìa, bỏ đôi nhỏ kìa. Kêu em. Được không? À quên là hai người đấu với lại 20 người. Quên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái phần thách đấu với nhau, đó chính là phần thách đấu về mặt kiến thức. Ai mà thắng thì sẽ có quà. Đồng ý không? Sẵn sàng chưa? Anh thấy hình dữ vậy đó. Được không được, mình phải tự tin lên. Anh phải tự tin lên. Rồi. Đây là phần thi sống còn. Mày còn nhớ chưa? Chỉ có tổng cộng là 15 câu hỏi thôi. Chúng ta sẽ giành quyền trả lời. Ai mà thắng được 8 câu đầu tiên thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Để giành quyền trả lời thì các con phải bấm chuông như thế này. Đó. Và sau đó phải đưa ra đáp án. Nếu như đội nào mà đưa ra đáp án sai thì đội kia có quyền trả lời. Cho nên là phải suy nghĩ thiệt là kỹ, phải rất là chắc chắn với đáp án của mình. Hiểu hết rồi đúng không? Cố gắng nhanh, chính xác, chuẩn nha. Rồi bây giờ bắt đầu. Cái gì đập thì sống, không đập thì chết? Ba, hai, một. Tim. Dạ hơi là con tim. Chính xác. Mới có 1-0 thôi, không sao. Bình thường, mình cũng bình thường. Mới có đầu tiên mà. Đi trước đi, không sao đâu. Con gì có 12 chân, mình đen trước mặt, nó có 2 cái răng đỏ. Con gì có 12 chân, mình đen trước mắt? Dạ hơi là con rết. Đáp án là con rết. Chính xác. Sư phụ bình tĩnh, sư phụ ơi. 2-0, mới 2-0 thôi, mới 2-0 thôi. Hơi yếu hà. Số 3. Hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh? 3, 2, 1, 8, 8. Chính xác. Quá giỏi. Anh nghĩ là em có nên làm trợ lý của anh nữa hay không? Cố lên. Cái gì khi đứng thì lại nằm, mà khi nằm thì lại đứng nhất? Cái chân. Bàn chân. Chính xác. Thấy cái vấn đề nó kỳ quá. Em không dám vượt mặt sư phụ. Những câu hỏi này tôi nghĩ là nó phải tầm cao siêu hơn chứ. Nói chung câu hỏi này đơn giản quá vậy. Em,
Trả lời đi. Twice, twice. Một bà già đi mua mèo. Bà gặp một cái bàn tròn trước cửa. Hỏi tại sao bà lại đi về? Bàn tròn là bàn không méo là mèo không bán. Mèo không bán. Ừ. Bàn tròn là bàn không méo. Bàn không méo là mèo không bán. Bàn không méo. Ê, tôi không biết câu này nha. Khoan, cho anh hỏi. Tại sao mấy em có những đáp án như thế này? Sai bởi vì là tự em chơi nhiều, nghe câu đó nhiều. Tụi em hay chơi đố nhau lắm hả? Dạ, tụi em thường hay chơi với nhau hả? Thông minh quá. Con nít bây giờ thông minh quá. Mới có 5 không thôi mà em, tự em. Sao rồi? Sao con cò khi ngủ lại giơ một chân lên? 3 2 1 Vì nếu giơ hai chân nó sẽ ngã. Ừ. Sao mà lại ngã? Tại sao con cò? Bạn không có làm được gì. Khi ngủ chỉ có một chân. Đưa lên. Còn cái còn lại không được. Đúng, em nghĩ là nó đã ngủ rồi thì nó phải nằm rồi. Chỉ có con cò. À, nó giơ một chân lên. Chứ nếu nó giơ lên hai chân là bị té. Trời ơi. Thôi bạn ngủ. Giơ hai chân lên coi. Đó, thấy chưa? Cảm ơn các em. Mình chơi từ từ lại được không? Mình đừng có chơi quá sức được không? 30 chưa phải là tới em ơi. Phim hay phải chờ đoạn kết. Cố gắng lên em. Anh nghĩ là sao ngày hôm nay em sẽ được người cảm ơn người công ty đó. Tổng số tuổi của Na và Nấm là 12. Sau 4 năm, Nấm lớn hơn Na 8 tuổi. Hỏi bây giờ Nấm và Na bao nhiêu tuổi? 28, 20 22 tuổi, 14, 28 tuổi 16, 14, 16. Sai. Cái gì vậy? 12 tuổi là tổng số tuổi đúng không? Tổng số tuổi của cả 2, 4, 5, 6, 12 12 từ từ, tổng hiệu nè, tổng hiệu 12, 12, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 14, 18 từ hiệu luôn, đi đôi 10 với 2 tuổi. Chính xác. Thông minh quá. 30 chưa phải Tết em ơi. Biết tại sao là 10 với 2 tuổi không? Khi mà tổng của hai người là 12 tuổi mà 4 năm sau thì tức là mỗi người sẽ cộng thêm 4 tuổi đúng không? Nếu mà cộng thêm mỗi người 4 tuổi thì tức là chúng sẽ có tổng số tuổi của hai người là 20. Hiểu chưa? Tổng người là 20. Thì bây giờ là cộng lại trừ ra làm sao mà được trên nhau 8 tuổi. Coi như là bây giờ là 20. Trừ cho. Tôi quên rồi. Thì tôi quên mất tiêu rồi. Nói chung là 10 với 2 tôi ra rồi đó, kệ đi, khỏi tính đi. Trong điều kiện bình thường, muỗi đực và muỗi cái, con nào sống lâu hơn? Cái. Con đực. Sai. Sai. Nếu mà muỗi đực sai thì chỉ có muỗi cái là đúng thôi. Anh may. 72. Cái gì cao lớn lênh khênh, đứng mà không tựa ngã cành ngay ra? 3, 2, 1. Cái hàng. Cái hàng. Chính xác. Cái gì vậy? Nghe rõ luôn. Cái thang. Cái thang. Mấy câu rồi? Thì sắp bây giờ là bao nhiêu rồi? 82. Tiếp đi. Tèo hỏi Tí trong hộp bút bạn có tất cả bao nhiêu cây bút? Tí trả lời: số bút của mình bằng kết quả 5 số khác nhau nhỏ nhất cộng lại. Vậy Tí có bao nhiêu cây bút? 15. Sai. 5 số nhỏ nhất cộng lại bằng 10. Chính xác. Cái này mình trả lời nhanh quá ta. 10 chứ sao. Câu hỏi đạo đức lớp 1. Hãy cho biết ý nào sau đây không thuộc quyền trẻ em. A. Tự do làm theo ý muốn của mình. B. Có bạn bè. Và C. Được vui chơi. 3, 2, 1. A. Chính xác. Sai. Đâu có thể là A được. Câu trả lời là nguyên một câu dài mà. Đâu có chỉ A thôi đâu. Mấy đứa phòng của hiệu trưởng đó rồi mấy đứa. Để anh vô anh đăng ký đi học lại lớp 1. Rồi bây giờ nói thiệt với nhau đi, tại sao các em biết hết những câu trả lời như thế này? Tụi em tự ghi. Tụi em suy nghĩ, tụi em tự ghi. Tụi con nít là không có nên nói xạo nha. Dạ, suy nghĩ xong rồi ghi. Suy nghĩ xong rồi ghi hả? Các bạn thân mến, ngày hôm nay đội hình của Thám Tử đi thua. Nhưng lý do thua là bởi vì đây tất cả những câu hỏi đều là của trường đại học Sông Lô gửi về. Chơi rất là đẹp.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là phần thi kiến thức thôi. Bây giờ chúng ta phải chơi vận động. Trong trò chơi vận động này, đội bên đây bởi vì dân số quá đông, cho nên cái nhiệm vụ các bạn là phải cử ra hai người khỏe, nhanh và khéo nhất. Đâu? Hai bạn nào? Em và Khôi này. Trường Huy với Minh Khôi. Rồi, bây giờ Trường Huy với Minh Khôi bước ra. Sẵn sàng chưa? Cố lên sư phụ ơi. Lùi xuống coi gian vậy. Coi gian hay chơi lớn cày cầu gai. Không. Không nhường đích nữa. Ôi chết chết. Chui vô, chui vô, chui vô. Đúng rồi. Chui vô, chui vô, chui vô. Nhanh bỏ em vàng. Mất mặt thám tử mình ghê luôn. Anh cảm thấy quá thất vọng về em luôn á Tiếp. Không lẽ một quá thất vọng. Anh tính bế em về cho lẹ. Em bật quá lâu. Chúng ta là không. Và ngày hôm nay đội chiến thắng là đội Sông Lâu. Ngày hôm nay đội chiến thắng sẽ nhận về cho mình mỗi người một phần quà. Tuy nhiên, để nhận được phần quà đó mấy đứa hứa là giữ bí mật giùm anh đi. Ok. Đừng có nói với mọi người biết. Các anh đang sẽ quê lắm biết không? Đấy chưa? Thôi đâu, nói anh xuất bài thôi. Quân ngữ trả thù 10 năm chưa bộ. 10 năm sau anh quay lại đây. Đang đây là phần quà dành cho các bạn. Trời đất ơi. Số 1. Trời ơi. Có một điều tôi phải công nhận là clip của các bạn mang tính giải trí cao. Không, thật ra tôi nghĩ là lâu lâu chúng ta cần phải có những cái số mà chúng ta được quay trở lại với cái tuổi thơ của mình. Nó rất là vui, tại vì rõ ràng đó là những cái câu hỏi, những câu đố mà ngày xưa tôi không biết luôn á. Chứ bây giờ tôi nghe những câu đố như vậy là bạn quay lại, bạn đi luôn đi, bạn đừng quay về cái công ty này nữa. Trời ơi, làm xấu mặt của tôi quá đi. Hai người đi mà không bằng một đám nhỏ là trả lời thua được hai câu nhỏ thắng được đám. Hai người làm sao bằng 20 người được. Rồi thể lực cũng vậy nữa. Thế lực như vậy đòi 10 năm nữa hả? Lúc đó già sụm đủ rồi. Trong khi 10 năm nữa các bạn còn cao lớn hơn nữa, làm sao thi đấu? Trời ơi, nghĩ sao mà cuối clip mà kêu tụi nhỏ nó sao tụi các bạn là số 1? Thì gỡ gà. Không chấp nhận được. Thật ra mình phải công nhận, tại vì một thời gian dài chúng ta đã đi làm những chuyến du lịch nè, rồi đi tìm hiểu những điều kỳ thú nè. Thì bây giờ chúng ta phải có một cái clip để mang tính giải trí để các bạn không bị nhàm chán và đơn cử là Quang Bảo và Tuy Ốc đi. Ok. Đúng rồi, hợp lý. Thanh ơi, Thanh ơi, cho mình chọn đi. Thanh ừ, okay. Đã có màu đen trong lòng của tôi rồi đó. Rồi bây giờ là chuyến hành trình của anh Hoàng Rapper. Một ngày không dùng công nghệ. Thông điệp, quan trọng là thông điệp. 3, 4, 2, 3. Bảo à, Bảo xấu tính quá. Sao vậy Bảo, sao vậy Bảo? Trời ơi, lâu lâu Bảo mới để có một lần. Cái bộ xấu tính bình thường Bảo để đỏ không mà. Cái clip của anh Bảo rất là hay, nhưng mà tôi bị tiếc hiểu không? Tại vì anh không có tìm hiểu thêm nhiều cái nữa. Tại vì giống như là tôi nói giống như là đồng hồ đi, phải có được cái đồng hồ mà giống như đồng hồ tổ chim đồ này nọ, mình nhìn thấy được những cái đó, cũng như là cái kiến thức mà về đĩa than thì anh phải cập nhật cho mình biết. Cho Bảo nè, cho Bảo. Đỏ lại. Ở quán bảo ơi, Bezo, sao vậy Bezo? Tại chưa nhận được đồng hồ. Xấu tính quá. Mỗi tôi mua một cái à. Thôi vậy thì mọi người lên với lại, không có cộng kết được. Rồi bây giờ một cái một nha. Thống nhất nào. Một, hai, ba. Đúng rồi. Ôi, ôi. Anh, anh nghĩ sao em cứng rắn lắm mà nên mua chục em được hả? Không dễ đâu anh. Thì trả đây, em tịch biên nữa anh. Tịch cái gì, trả đây cho Bezo. Giờ đi, chuyến hành trình của quán bảo. Một, hai, ba. Ủa trời ơi, thật sự như tôi nói rồi, tôi đồng tình cho cái chuyện là cái clip mang tính giải trí cao đó. Cố gắng đúng không? Tôi rất là cố gắng em mới đấy. Tuy Ốc đã sau bao fan cố gắng rất nhiều, một lần đầu thì được nhưng mà 3-4 lần sau thì không được. Phá hoại không à? Do ai? Cho nên sự thanh quyết định giao huy chương này cho Tuy Ốc trở thành sáng tượng theo tắc nhất của tôi. Tuy Ốc ơi, người nên khuyến khích cho lớp trẻ. Tuy Ốc ơi, anh tự hào về em lắm. Sao ngày hôm nay em tốt nghiệp rồi đó.
Sau ngày hôm nay em tốt nghiệp rồi đó, đừng đi với anh nữa nha. Thế em vỗ tay nha. Rồi, tuần sau sẽ là hai nhiệm vụ bí ẩn, cho nên là hy vọng khán giả lại tiếp tục gửi thư về cho Sinh Thành nha. Quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Du lịch Kỳ Thú được phát sóng vào lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Hoặc chúng ta có thể ấn nút subscribe và theo dõi các clip của Du lịch Kỳ Thú trên kênh MCV Media của YouTube. Ta có một trang fanpage mang tên Du lịch Kỳ Thú, các bạn hãy lên trang fanpage và tích cực share, like, comment cho chúng tớ nhé. Ngoài ra chúng tôi còn một trang hotline là 0989089413, hãy gọi điện và yêu cầu thám tử tham gia chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.